Best mắt thứ hai, Gorillamon. Đây là form có nhiều màn thể hiện ấn tượng còn hơn cả form chính khi xuất hiện liên tục trong những trận đụng độ với SA hay Paradox mà thể hiện qua chính series chính của nó. Gorilla Diamond có thể hiểu là kim cương cùng với loài khỉ đột, với sức tấn công hủy diệt từ bàn tay khổng lồ bên phần tay phải với một chiếc cột thủy lực sức mạnh hủy diệt từ đôi tay này. Không có quá nhiều phần đặc biệt trên phần thân Gorilla, gương mặt của loài khỉ đột cùng với đầu tai đặc trưng của nó bên phần mắt trái. Phần còn lại là Diamond, viên kim cương với sức phòng thủ tuyệt đối. Gương mặt của nấy ánh lên sự lấp lánh của viên kim cương. Vai trái có sự hiện hữu của một viên kim cương khổng lồ. Ở phần Diamond nó được thể hiện khá nhiều. Đến cả Kaoru cũng tận dụng form này để khắc chế Rabbit and Rabbit, thể hiện phần nào sự bá đạo của một form cơ bản ban đầu. Khả năng chính của phần Diamond, nó không khả năng tạo ra kim cương mà đơn thuần chỉ là cứng như kim cương mà thôi. Nhưng nó có khả năng biến đổi những vật thể, những đòn tấn công của kẻ thù trở thành kim cương. Có thể là một chuỗi kim cương để ra đòn finish, hoặc sẽ tạo thành một lá chắn bằng một lớp kim cương khổng lồ đỡ lại mọi sát thương từ kẻ thù với độ cứng nguyên thủy của kim cương. Đòn tất sát, những hình dạng best mark của Bill đều mang tên Vortex Finish Gorillamon, tạo ra hàng ngàn viên kim cương từ đòn tấn công của kẻ thù. Bàn tay khổng lồ dùng một lực cực mạnh để đẩy những viên kim cương va chạm với kẻ thù.